chào tất cả các bạn của kênh Thái Nhí TV. Hôm nay mình sẽ làm một món ba chỉ khìa nước dừa. Món này thì ăn kèm với cơm hoặc là ăn với mì cũng rất là ngon các bạn. Thịt thì nó rất là mềm và nó có thêm một ít nước sốt cô đặc của cái nước dừa đó các bạn. Nó làm cho món ăn này nó có một cái hương vị rất là độc đáo và rất là lạ. Các bạn xem video thấy video mình hay, hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Để mình sẽ làm nhiều video hơn, nhiều món ăn mới hơn, ngon hơn để phục vụ cho các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị thực hiện cái món ăn này. Thì chúng ta sẽ có một số cái nguyên liệu để thực hiện cái món này. Thứ nhất là chúng ta cần có một miếng ba chỉ. Các bạn ra chợ chọn mua cái loại ba chỉ nó có một ít mỡ và thịt nha các bạn, thì cái món ăn này nó sẽ ngon hơn, nó sẽ mềm mại hơn. Một ít nước dừa, dầu ăn, hành, tỏi, đường, ngũ quỳ hương và một ít màu gạch tôm, bột ngọt, muối, tiêu và một ít bột niêm, một ít rau ngò để ăn kèm và để dùng để trang trí đó các bạn. Bước đầu tiên thì mình sẽ áp chảo miếng thịt để mình lấy màu này các bạn. Mình sẽ cho vào chảo một ít dầu, rất là ít dầu. Mình sẽ áp chảo miếng thịt trước. Mình sẽ đợi dầu nó nóng thì mình sẽ xia để mình tạo cái màu sắc cho miếng thịt cũng như tạo cái mùi thơm. Đây, dầu nóng rồi, mình cũng cho thịt vào luôn. Sau khoảng 30 giây thì mình sẽ chở cái miếng thịt lại. Này, các bạn áp chảo cho nó có cái màu sắc này nè. Khi cái món ăn này thì chúng ta phải áp chảo, vì khi nấu lên thì có cái màu sắc rất là đẹp, rất là thơm. Đây, các bạn áp chảo ba mặt nha các bạn, hai mặt thịt và một mặt cái da của cái miếng thịt luôn. Đây, nó lên màu rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn đây, màu rất là tươi và rất là tự nhiên luôn. Đây, sau khi chúng ta áp chảo thì miếng thịt chúng ta nó có cái màu sắc như thế này đây các bạn. Nó vàng, nó rất là thơm. Bây giờ thì mình tới công đoạn nấu luôn các bạn. Thì cái món này nấu cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vào. Sau đó chúng ta cho hành, tỏi phi lên cho nó thơm lên. Đây, hành tỏi các bạn cho ít dầu thôi, vì cái thịt ba chỉ chúng ta khi chúng ta nấu chín lên nó cũng ra dầu, nên các bạn cho cái lượng dầu vừa phải. Trong chế biến món ăn, cái giai đoạn quan trọng nhất là cái giai đoạn phi dầu hành này các bạn, phi dầu tỏi nha các bạn. Cái thời điểm này thì các bạn phi lửa vừa phải thôi, lửa nhỏ thôi, để cho cái dầu và tỏi chúng ta nó thơm và nó không bị cháy. Nếu cái thời điểm này mà các bạn không canh được, các bạn để cái tỏi hoặc cái hành nó cháy thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ mất đi hương vị, không được ngon và ăn thì cũng không có tốt cho sức khỏe. Các bạn phi lửa nhỏ như thế này rất là thơm. Sau đó các bạn cho cái ngũ vị hương vô trước để mình, trong lúc dầu đang nóng, để mình lấy cái mùi thơm của cái món ăn này. Đây, vào ngũ vị hương cho thơm. Sau đó mình cho thịt vào và tất cả những cái gia vị nguyên liệu để nấu cái món này cho hết vào. Tiếp tới mình cho tất cả gia vị vào đây các bạn. Nước dừa rồi mình cứ cho vào hết.
Món này thì rất là dễ chế biến nhưng mà rất là ngon, đặc trưng. Mình sẽ cho nước dừa tươi vào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đun lửa nhỏ và đun tới khi nào cái nước sốt của cái món ăn chúng ta nó còn rất là ít và sắc sệt thì coi như là món ăn chúng ta đã xong. Và đặc biệt các bạn nhớ đun tầm khoảng 40 phút đến 50 phút. Nó tùy theo cái lượng thịt của các bạn nó ít hay nhiều và các bạn canh cho nó hợp lý. Đây, mình sẽ vớt bọt và mình sẽ giảm lửa. Cái đặc trưng của món ăn này là miếng thịt nó phải mềm nha các bạn. Nó mềm giống như cái kiểu thịt kho tàu nha các bạn. Món này mà ăn với bánh mì thì rất là tuyệt vời. Thì cái cách nêm thì cũng tùy khẩu vị mọi người nha các bạn. Nếu bạn nào thích ăn cay thì cứ bỏ ớt vô không sao cả. Hoặc là bạn nào không thích ăn cay thì chúng ta không thể cho tiêu luôn, mình không cần cho tiêu. Nấu ăn thì cũng khá là dễ các bạn. Hôm nay các bạn nấu không được, ngày mai các bạn nấu được. Nhưng để phục vụ nhu cầu cho người ăn là rất là khó, vì mỗi người mỗi khẩu vị nha các bạn. Không ai ăn cái khẩu vị giống ai cả. Các bạn này, nó nấu được khoảng 25 phút rồi các bạn. Nhìn miếng thịt rất là ngon luôn, rất là thơm. Đây, sau 45 phút thì cái miếng thịt của chúng ta và cái lượng nước nó sẽ như thế này rồi các bạn, nó sẽ khô cạn luôn, nó chỉ còn lại một ít nước sốt. Và đặc thù của món ăn này thì định lượng mình có để ở phần mô tả nha các bạn. Đặc thù là coi như các bạn nêm cái gia vị một lượng vừa phải, vì khi chúng ta nấu đến cái phần cạn của cái nước sốt như thế này, mà nếu trong thời gian đầu mà các bạn nêm nó vừa ăn luôn thì khi cái món ăn chúng ta nó cạn như thế này thì nó sẽ rất là mặn. Bây giờ mình sẽ cắt và xếp ra đĩa luôn và mời các bạn thưởng thức nha các bạn. Nhìn thì rất là ngon luôn các bạn ơi, quá là kích thích luôn. Sau khi mình thực hiện cái video này thì mình có ý tưởng mình sẽ mở ra một cái xe bánh mì bán với 12 loại thịt khìa như thế này. Thì thị trường nó sẽ có thêm một món ăn mới và một hương vị hoàn toàn khác biệt nha các bạn. Các bạn xem video có đóng góp ý kiến gì thì các bạn hãy comment bên dưới. Mình sẽ đọc comment của các bạn và phản hồi sớm nhất cho các bạn. Đây, mình đã xếp ra dĩa rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Sau đó là mình sẽ chan cái phần nước sốt của món này lên. Nó sẽ nhìn ngon hơn. Đây, mình sẽ chan nước sốt lên nha các bạn. Phần công thức định lượng mình để phần mô tả nha các bạn. Các bạn vui lòng vào phần mô tả xem. Thì món ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại cho mình một like cũng như bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Chúc tất cả các bạn chế biến thành công món ăn này. Mến chào tất cả các bạn.